Em nghe nói là mình tiếp xúc với những cái phân bón đồ này kia độc hại đó là mình sẽ bị yếu. Không, ví dụ nó mạnh như trâu như voi này. Tôi chưa nói yếu cái gì hết trơn. Hồi nãy là nói mạnh như voi không? Ý các Tường nói là tôi hiểu rồi. Hay quá, người từng trải mới chưa nói mà hiểu luôn. Hiểu luôn. Mạnh không? Mạnh như voi luôn. Mạnh như voi luôn. Thiệt luôn, trâu bỏ qua luôn. Trâu. Ờ, ẩn cáo quá. Để đó tôi không biết, để cho người khác người ta trả lời ha. Rồi, ghế đây nè. Rồi, anh có thể mở mặt nạ được rồi đó. Rồi, chào hai anh chị. Bây giờ mới có bạn gái ngồi bên đây đó. Vâng ạ. À, bây giờ chúng giờ ta sẽ phải chào lại không ạ? Chào lại, giới thiệu về bản thân mình nha. À, trước mắt tôi xin cảm ơn chương trình. Chào cô Cát Tường, chào bạn gái bên kia. Tôi cũng xin tự chào tôi. Rồi, anh tên là gì? Anh ở đâu? Tôi tên Nguyễn Mạnh Quý. Sinh năm 1964, hiện là 55 tuổi. Dạ. Tôi buôn bán tại khu vực trung tâm thương mại Phước Bình, Phước Long của Bình Phước. À, mua bán về cái gì anh? Dạ, mua bán phân bón thuốc trừ sâu. Wow, thuốc trừ sâu. Anh làm nghề này lâu chưa? Chắc cũng được cỡ 14-15 năm. Rồi, mời bạn gái. Dạ, em xin chào chị Cát Tường dễ thương với chào bạn nam bên kia. Em tên là Đoan Nhã, em hiện là giáo viên tiểu học. Nhã năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 39 tuổi. 39, quê mình ở đâu? Quê em ở An Giang, nhưng mà em sinh ra, vừa sinh ở An Giang xong em lên thành phố. Hiện giờ là dạy ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Có đi Bình Phước chơi lần nào chưa? Em có nhỏ, em gái ruột cái Út á, là lấy chồng ở dưới Bình Phước. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của chị là gì? Em vui vẻ, dễ hòa đồng, nói chung là dễ bắt chuyện với người khác. Điểm yếu? Điểm yếu của em á là em tám chuyện điện thoại với bạn em là có thể là tám quên ăn cũng được, suốt ngày lo chuyện hòa đồng. Trời đất ơi. Điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của mình là vui vẻ hòa đồng, thích làm những cái chuyện mà mạnh mẽ. Là chuyện gì? Chẳng hạn như là làm những chuyện có thể là đứng dậy binh vực một ai đó. À, thấy chuyện bất bình ta tay nghĩa hiệp. À, đúng rồi đó. Còn cái điểm yếu thì không biết nấu cơm. Hiện giờ ai nấu anh ăn? Hiện giờ ăn cơm tiệm. Ăn cơm tiệm. Rồi ơi. Nhưng mà có biết nấu một món. Món gì? Nước sôi pha mì gòn. Điểm yếu nữa là sợ nữa. Sợ gì? Sợ cái quần đen. Sao vậy? Tôi như sợ cái quần đen. Cái hồi xưa ở đây có ai biết là cái quần xe tăng không ta? Biết, cái quần đen rộng rộng, giải bóng bóng quần... mát xe tăng đó. Tôi mà không làm cái gì hoặc là ai sai khiến tôi mà dí cái đó là bắt phải làm là phải làm. Cũng sao kỳ vậy mà anh bị ám ảnh cái gì? Cũng giống như là người ta sợ một con chuột, một con sâu vậy đó. Sợ mà coi như có thể là khóc thét lên. Bây giờ còn sợ không? Còn. Điểm yếu của ảnh. Chết rồi. Điểm yếu của ảnh. Mà em là quần đen nhiều chết. Lắm. Chết. Áo dài em cũng có quần đen, mà quần tay em cũng quần đen. Cái quần satin á, cái quần mỏng mỏng, cái dải mỏng mỏng bóng bóng hồi xưa là lạnh lạnh đó. Kiếm không ra đâu, bây giờ không có thể nào kiếm ra. Satin thiếu gì? Cái nhà máy đó nó bỏ rồi, nó không dám đâu, em sẽ kêu nó sản xuất lại. Nói để dành cho nó, nói để cô đó đừng có tìm. Có tìm ra. Đừng. Còn cái điểm yếu gì nữa không? Em nghe nói là mình tiếp xúc với những cái phân bón đồ này kia độc hại đó là mình sẽ bị yếu. Không, ví dụ nó mạnh như trâu như voi. Tôi chưa nói yếu cái gì hết trơn. Hồi nãy là nói mạnh như voi không? Ý các Tường nói là tôi hiểu rồi. Hay quá, người từng trải mới chưa nói mà hiểu luôn. Hiểu luôn. Mạnh không? Mạnh như voi luôn. Mạnh như voi luôn. Thiệt luôn, trâu bỏ qua luôn. Ờ, ẩn cáo quá. Để đó tôi không biết, để cho người khác người ta trả lời ha. Em mong muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai cao 1m65 trở lên, thân hình cân đối. Nói chung là ngoại hình thì cũng không cần đẹp trai cho lắm, nhưng mà tốt. Phải biết cùng nhau chia sẻ. Khi mà gặp hoạn nạn thì cũng không nên nản lòng mà bỏ rơi nhau. Ý của em vậy, đơn giản. Đơn giản quá hả? Chị thấy nó khó muốn chết luôn á. Đâu anh, em dòm thử trong nhóm này coi có cái anh nào mà em thấy nó hợp gu với em không? Đâu, anh cho vài gợi ý đi, hình nó đông người quá. Nói đi, anh gợi ý đi, gợi ý cho tao đoán. Đông quá, em không biết tìm anh nơi nào. Áo cổ tròn. Áo cổ tròn. Áo cổ tròn. Rồi, tự tìm đi rồi. Ba người cổ tròn. Ừ, sẽ ráng kiếm trong ba anh đó đi, thích anh nào tôi gả cho. Anh thích mẫu người như thế nào? Thích một mẫu người nước da trắng nè ha. Trắng, rồi có trắng. À, cao từ 1m55 lên chút. Thôi vậy thôi. Dễ ui à. Dư tiêu chuẩn. Trời ơi, bây giờ người ta đố mình khó, mình đố khó lại, bỏ ghét nó chứ cho anh hai tấm luôn nè. Thôi dễ ẹt à, khỏi gợi ý đi. Khỏi gợi ý đi, nhìn là biết rồi. Bên đây có nhận ra được ai chưa, cho tôi coi coi. Giác quan của mình. 55 tuổi gì, cái này cỡ 35 tuổi hả cô? 55 tuổi. Khỏe như voi. Rồi cầm đi, rồi coi phải không? Ủa mà tại sao em chọn anh đó?
Tại em nghĩ một trong hai người thay củ tròn đó. À, củ tròn rồi, giữ nó đi. Anh chọn ra chưa? Ai? Tại sao anh chọn cô đó? Tại vì ba mươi mấy tuổi thì ở đây là không có ai ba mươi mấy tuổi. Rồi, giữ yên nó luôn đi, giữ nguyên hiện trường. Bây giờ xin mời quý vị hãy xem sự lựa chọn của anh chị này hôm nay có trùng khớp với nhân vật thật hay không nha quý vị nha. Mở cửa trái tim. Sao à? Thấy sao? Chào cô. Không phải. Cái này là anh đúng không? Đúng rồi đó, chính xác luôn. Sao? Người này nè. Thì đó. Người này sai. Chào cô. Cô thấy tôi như thế nào? Dạ em thấy anh chững chạc, vui tính. Chắc cũng dễ tiếp xúc với mọi người. Mỗi khi mà tôi tiếp xúc là người ta hay cười lắm. Mà cô chuẩn bị để mai mốt rồi cô gặp tôi, cô cười thoải mái. Cười bữa nay đi mà phải mai mốt. Thì từ từ. Để rồi các tường cười phụ, cười ké thì sao? Cái này chị đây. À đây đây, ta lăn lên quên ta nhắc tuồng rồi mà. Ta nhìn ta phê quá rồi ta từ từ quéo quéo xì cười cui là cuối xì keo. Em cũng có món quà tặng anh. Tại vì đi đường xá xa xôi quá nên người cũng héo, màu bông cũng héo, anh về chăm sóc cho nó tươi lại. Chắc phải tươi lại, tươi cả hai luôn. Dạ. Rồi về nghỉ đi. Giờ mới vô cái chuyện chính nè, vô chuyện tình yêu mới quan trọng nè. Tình trường của anh chị sao? Mời anh trước. Anh có ba cuộc tình. Ba cuộc tình này nó thành ba người vợ. Chuyện lớn. Ba người vợ bắt đầu nối guốc đi rời khỏi xe anh. Cuộc tình thứ nhất, lấy nhau được 20 năm có đứa con 17 tuổi. Sau này cô ấy đi theo một người đàn ông khác, bỏ rơi lại hai cha con. Rồi, người đầu tiên. Kệ, cố gắng nuôi gà trống nuôi con ha. Tới khoảng có chừng 6 năm sau thì người này là bác sĩ. Thì lấy nhau có đám cưới hẳn hòi nha. Lấy nhau khoảng chừng 2 năm thì phát hiện ra bệnh ung thư giai đoạn cuối. Thì đi chữa chạy trong thời gian 5 rưỡi rồi mất. Trời ơi. Người thứ hai có con không anh? Chưa. Dạ chưa. Cái người thứ ba thì người bạn là Mai. Quen nhau được 7 tháng thì làm đám cưới. Cũng đám cưới luôn? Cũng đám cưới luôn. Rồi sống với nhau được 7 tháng. Lúc này là tụi này chưa có kịp làm hôn thú. Tại nói em ơi sao tụi mình đi làm hôn thú nó. Cô nói để từ từ. Nhưng mà 7 tháng sau cô này đi ra ngoài nước ngoài, muốn hội nhập với gia đình bên đó. Cô đó qua bên đó rồi bắt đầu cô đó lấy một người đàn ông đem về gần nhà mình làm đám cưới nữa. Đó là tình trường. Rồi chia tay cô đó tới nay bao lâu rồi? 2015. Tới nay là 4 năm. Là chưa có thêm cô thứ tư. Chưa. Không nói chuyện cũ nữa. Nhưng bản thân anh có rút ra được kinh nghiệm gì sau những cái lần đổ vỡ không? Trừ là cái người vợ thứ hai. Ở cái người vợ đầu và ở người vợ cuối. Tôi cảm thấy tôi rất là hiền đó cô. Tôi rất là một mẫu chồng chung thủy luôn đó. Nói chung là mình trải qua nhiều chuyện mình cũng phải rút kinh nghiệm. Ba lần rồi người ta nói bất quá tam ba bận. Nếu đến lần thứ tư thì mình phải suy nghĩ thật chín chắn, tìm hiểu cho kỹ chứ không phải là lấy đại nha anh nha. Lấy là phải sống với nhau tới răng long đầu bạc luôn. Cô Nhã ơi, tôi muốn như nè. Nếu trường hợp đừng sanh con là tốt. Tôi muốn là khao khát hai người nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại. Rồi, đó là ước muốn của anh. Đó là cái khao khát của tôi. Em nghĩ là chuyện con cái là có duyên thôi. Nhiều khi mình muốn cũng được mà không muốn lại được. Nhưng mà nghe câu chuyện anh chia sẻ nãy giờ thì em cảm nhận như thế nào? Em thấy ảnh nhiều khi ảnh nói là ảnh không có sai lầm trong vấn đề ba người vợ. Nhưng mà mình cũng phải nhìn nhận mình có điểm gì mà người ta mới bỏ đi. Chứ tự nhiên đâu ai, có người phụ nữ nào đang sống hạnh phúc lại muốn bỏ chồng mình đi bao giờ. Thì ảnh chia sẻ vậy, trước mắt mình cứ nghe vậy rồi mình sẽ tìm hiểu thêm. Dạ. Rồi về phía bạn, tình trường của bạn thì như thế nào? Nói chung là em cũng trải qua hai mối tình. Một người là làm bộ đội, còn người thứ hai là chồng em làm trang trí nội thất. À, cũng có chồng rồi luôn. Dạ, rồi em đi dị, hai vợ chồng em ở với nhau cũng gần một năm mà, 5-6 tháng gì đó. Đó em bệnh, rồi em xin bên nhà chồng cho em đi về nhà, má em bệnh nữa. Lúc mà em quay về nhà chồng thì chồng em chửi em nói là cô về đây làm chi, cô về nhà cô đi. Rồi có gì tôi cô gặp hẹn nhau ở tòa. Em cũng không biết là em sai điểm nào nữa. Nhưng mà sau này em tìm hiểu thì giống như là ảnh đi nói xấu với mọi người, ảnh lo sợ là em đến tuổi này không thể nào sanh con được. Nên là ảnh mới quyết định là viết đơn ly hôn trước. Cuối cùng thì đâu có ai mong muốn đâu, thấy không? Giống như giờ em nói em không hiểu tại sao vợ ảnh lại bỏ ảnh.
Như bây giờ bản thân em cũng không hiểu tại sao chồng em lại bỏ em. Cho nên trong mỗi câu chuyện nó có những cái nó rất là tế nhị và nó có một cái quá trình nữa. Vậy là em chưa có con đúng không? Dạ. Vậy thì cái chuyện mà con cái thì em nghĩ như thế nào? Em thì em nãy em đã nói rồi, con cái như là nhân viên em cũng không đặt nặng lắm vấn đề này. Tại vì mình cũng tới tuổi này thì con cái chắc cũng khó. Nên thôi là em nghĩ nếu mà nói với ảnh thì mình được có duyên với nhau thì sống hai bên nương tựa là cũng hợp lý đúng không? Thì vợ lo. Bây giờ vậy em sẽ tạo thêm điều kiện cho hai anh chị tâm sự với nhau ha. Em sẽ ra ngoài chút xíu. Mời cho đồ ăn vào đi ạ. Mời hai anh chị thưởng thức món ăn mà chương trình đã chuẩn bị cho mình ha. Mì xào hải sản nha. Anh chị ăn thiệt là ngon miệng nha. Ít phút nữa Tường sẽ quay trở lại. Vừa ăn vừa tâm sự nha. Còn cái gì gút mắt nãy giờ chưa nói được nói luôn. Ít phút nữa quay lại liền. Mời anh. Cô Nhã, cô nói lại hồi nãy là cô ở đâu ở miền Tây ha? Em ở sinh ra miền Tây nhưng mà giờ hiện tại em ở thành phố. Thành phố? Ở Thủ Đức. Anh là buôn bán vậy gì vậy? Buôn bán có gì đâu. Tại nhà luôn á. Tại nhà. Rồi mốt anh quen em mà sao? Người tuốt ở thành phố, người trên Bình Phước. Người chạy lên, người chạy xuống. Sao? Anh đi xuống gặp em là bữa nào em lên gặp anh. Để cho hai người biết cái chỗ ở của nhau, chỗ làm của nhau. Chứ không phải anh đi không đâu. Anh đi không rồi mai mốt em nói anh này nó không đúng. Phải kiểm tra chứ. Anh ở ngoài thị xã luôn, thành phố. Đúng rồi, ở thị xã Phước Long. Bây giờ em hỏi anh nè, nếu như mà lấy nhau, vợ phải theo chồng đúng không? Ý anh là vậy đúng không? Là cổ phải đi về quê anh, ở với anh đúng không? Thì bây giờ cuộc sống của cổ, anh có đảm bảo được không? Công việc của cổ như thế nào? Cổ sẽ làm gì khi về ở với anh? Nói nghe thử coi. Cái đó nếu mà công việc thì còn mới mẻ quá. Xin cho cổ việc làm bây được không? Bây giờ cái việc làm không bàn trước được. Phải nói cho nó cụ thể, cho nó đúng chứ mình không có nói sai. Rồi. Lên đó sẽ liên hệ trước với bạn bè cho nó có thể là cô ấy về có thể có chim để dạy cho nó không? Rồi. Chứ bây giờ lỡ không được hứa đâu. Nếu không có dạy được thì sao? Em có cái nguyện vọng gì khác ngoài đi dạy không? Nếu không đi dạy thì em có mong muốn làm gì không? Tại ở chỗ anh em đâu biết anh làm gì đâu mà làm. Đúng rồi đó, bỡ ngỡ đó. Tại hồi xưa thì em đi dạy học. Có buôn bán chưa? Chưa. Ở nhà em thì em có phụ chị buôn bán vậy thôi chứ không có phải chính. Giờ có về nhà có thầy dạy được không? Dạy gì? Theo sư phụ kia bằng thầy đây mình có người để dạy chứ. Dạy kinh doanh mua bán á. Rồi buôn bán. Ví dụ mình giờ nghỉ dạy ở nhà kinh doanh mua bán làm bà chủ được không? Ví dụ có người tới đó. Chị ơi bán cho tôi ký thịt. Ví dụ vậy hay là chị ơi bán cho tôi tấn cao su giá nhiêu rồi đưa cho người ta lấy tiền. Ủa sao vậy? Tự nhiên ví dụ gì một cái thì thịt một cái cao su nó không liên quan gì. Ví dụ mà ví dụ bán cụ thể trường hợp anh bây giờ bán cái ly đi. Không bây giờ về nhà anh bán rồi, cái gì? Bao phần. Ăn bao phần. Bao phần phải không? Nó đại phân đi còn né và thịt cái cao su nữa. Anh bán với ai? Bán mình. Bán một mình. Nhà ở một mình luôn. Ở mình. Thí dụ giờ cổ không làm cổ ở nhà không anh nuôi cổ nổi không? Được chứ có sao đâu. Ở nhà lâu lâu chạy ra cho chồng ngó miếng. Được rồi. Hoặc là ngó chồng miếng cho đỡ thèm chạy vô. Vậy thôi hả? Bán mấy bao phân là coi như xài khỏe luôn phải không? Xài khỏe. Nhưng mà quan trọng là tiền của em xài. Quý yêu lễ chồng về cái chồng cái cai quản tiền xong lẻ mẻ là hỏi em. Rồi, em xài tay nói anh ơi chơi. Đương nhiên là vợ sẽ có quyền giữ cái ngân khoản đó để cho vợ chi tiêu luôn. Nhưng mà khi mà công ty lên phải đem cái tiền ra trả để mà công ty mới đổ hàng hết cho mình. Đúng rồi. Cái dụng luôn đó là rồi hết vốn luôn á. Nghĩa là vợ có thể là quản lý chi tiêu kinh doanh trong gia đình được không? Đó ít nhất phải nói vậy cho ta nghe ta yên tâm đúng không? Đúng rồi. Bây giờ á, ngưng ăn gút cho ổng một lá thăm coi, yêu cầu ổng coi. Rồi đọc lớn lên. Yêu cầu đối phương kể ra ba tật xấu nhất của mình. Tật thứ nhất là sợ quần đen. Sợ quần đen rồi biết rồi. Thứ hai. Ủa gì ta? Không biết uống rượu có phải đâu không? Có đâu, không biết uống rượu là tốt chứ sao xấu. Không đánh bài nữa đâu không? Đó tốt. Ông mày đặt ông khoe nữa. Có hay cọc tính không? Có đánh vợ không? Có vũ phu không? Đó. Hồi ba giờ chưa bao giờ mà lan chứ đừng nói đánh. Khi giận nhau rồi có biết làm hà trước không? Ồ, đi năn nỉ luôn, năn nỉ mà người ta không chịu, người ta nổi khùng lên mình bỏ mình chạy đi. Ngủ có ngáy không? Không à. Ngủ không, sao biết? Chắc ngủ không biết. Ác thiệt hỏi con đi. Dù gì ta, cái một tật rồi giờ tật thứ hai nữa. Có keo kiệt không? Đó. Keo kiệt hả? Đã đưa tiền vô giữ còn keo kiệt là sao ta? Nói trước vậy thôi chứ đâu biết được tương lai đâu. Giờ nói trước mặt có MC làm chứ. Trả lời có này sao? Có keo kiệt. Keo kiệt đúng không? Ác thiệt chứ không. Ai ác? Tôi ác hay cổ ác? Hai người luôn á, ăn hiếp tôi.
Rồi bây giờ rút lại cho cổ. Đứa nào đây? Đó, à, muốn bóc nào bóc chứ trời đất ơi. Yêu cầu đối phương kể ra ba tật xấu nhất của mình, giống quá. Rồi hên sao đó. Giống dữ vậy? Xấu nhất thì em kể rồi đó. 8 chuyện điện thoại, nhưng mà sẽ cố gắng sửa đổi. Cái thứ hai nữa là đôi khi là cũng ham chơi, tại vì độc thân mà, bạn bè rủ đi cà phê cũng phải đi thôi. Nhưng mà có đi đêm không? Không, đi đêm phải xin phép chứ. Cái vụ đó nha, cái vụ đó là nguy hiểm ban đầu, là người thứ ba bắt đầu từ đó. Mà ta không có đi đêm, nó có chồng rồi người ta không có đi đêm, mà chị cũng có đồng ý nữa. À, thường đi qua đêm đi đâu? 10 giờ về không à? 10 giờ về được không? Hoặc lâu lâu chẳng chồng đi cà phê chung luôn được không? Càng vui, tự nhớ em thiếu nam nhiều lắm. Ta đâu có đi một mình đâu, anh đi theo được mà. Được không? Được. Rồi còn gì nữa không? Thế em nghĩ coi, giờ chưa nghĩ ra tập nào nữa, tại chắc cũng toàn diện quá. Trời ơi, tập vậy? Tôi thấy tiếng đâu dễ sợ. Em nhã, kính nó mấy độ em? Em hả, kính 3 độ rưỡi, nhưng mà cũng nhìn thấy anh được. Em bỏ mắt kính ra cho anh xem á, em nhìn thấy anh không? Nhìn mờ mờ. Thì dắt cô đi bắn mắt đi. Mấy ngón à? 2. Mấy ngón à? 4. Đầu 2 với mấy. Trời ơi, chơi trò trách nghiệm nữa. Bây giờ tôi trách nghiệm là ông nè, nãy ông nói ông khỏe như voi, bây giờ ăn rồi làm sao để chứng minh là mình khỏe cho cô gái này của tin. Hai người đứng lên, đứng lên. Đừng có nói hít đất nha. Không có, tôi kêu cổ đứng luôn mà, không lẽ bắt cô hít đất. Bây giờ anh ẩm cổ lên, ẩm lên. Rồi đó, anh đi vòng đây được rồi, là khỏe đó. Là anh ta già rồi mà chơi cái kiểu này. Ủa anh khỏe như voi. Bữa anh ẩm rồi té thiệt rồi em bệnh. Đúng đó, anh lớn tuổi rồi. Em nghĩ là không nên ẩm. Sao test được? Hít đất một chục cái thôi. Rồi bà còn ác hơn tôi nữa. Test để hai người test riêng, không có cho ai thấy nè. Test tường không được nhìn, không được xem, không làm được. Tôi thèm nhìn lắm nha. Trời ơi, bây giờ còn quan trọng, nghiêm túc, không có giỡn nữa. Muốn hai anh chị hãy nhìn nhau 30 giây, rồi chúng ta hãy nói thật sự cái lòng mình hiện tại ngày hôm nay, giờ phút này anh. Ngồi ở đây mình cảm nhận về đối phương như thế nào. Mời anh trước. Mình hẹn hò nghe. Anh nghĩ mình có hợp nhau không? Em nè, ở chương trình là người ta chỉ có tác hợp cho tạo điều kiện để mình gặp nhau thôi. Đúng. Còn cái chuyện tới có trăm năm về sau có dẫn nhau đi đến cuối cuộc đời là do hai chúng ta, chứ không phải là do chương trình. Cho nên chúng ta phải mạnh mẽ, chúng ta nhận lời, chúng ta sẽ tìm hiểu sau này để kết thúc được ta có đến với nhau không. Em nghĩ mình mà cố gắng nhường nhịn nhau thì cũng có thể sống được. Nói chung là như vậy. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau khi Tường đếm từ 1 đến 3 thì nếu đồng ý hẹn hò mình bấm thật mạnh vào cái nút bấm và giữ nguyên. Nếu không đồng ý chúng ta lấy tay ra. Mình bấm nút có nghĩa là dưới sự chứng kiến rất nhiều người mình trao duyên mình đi. Nếu mà mình không nghiêm túc hoặc mình chưa thật sự rung động mà mình bấm là mình sẽ mất cái duyên của mình nhé. Rồi, nhắm mắt lại đi anh chị. 1 2 3 Hết thời gian. Mời hai anh chị giờ đứng một phía, nắm tay nhau. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt. Rồi, với những gì chia sẻ ngày hôm nay, hy vọng rằng anh hãy nhớ nhé và hãy cố gắng làm tròn cái trách nhiệm của mình với cô ấy khi đã bấm nút hẹn hò. Rất cảm ơn chương trình, cảm ơn cô Cát Tường, cảm ơn người bạn đồng hành. Trân trọng và cảm ơn nhiều nữa là hai chị em ruột tôi trong kia đã quan sát và chứng kiến từ đầu tới giờ phút cuối này. Và có thể là nếu trường hợp các bạn tôi ở trên quê nhà tôi có xem được cái clip này, các bạn sẽ ủng hộ tôi rất nhiều. Tại vì các bạn cũng sẽ muốn là tôi thoát được cái cảnh cô đơn. Thay mặt cho chương trình, tôi cũng chúc hai anh chị là sớm về chung một nhà nhé. Có tin vui thì hãy báo cho chương trình cũng như là báo cho Cát Tường. Cảm ơn hai anh chị. Kính thưa quý vị, chúng ta đã theo dõi và đã vui mừng thay cho cặp đôi này. Họ đã quyết định bấm nút hẹn hò với nhau và hy vọng sẽ sớm nhận được tin vui từ cặp đôi này các bạn nhé. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị đừng quên khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 10 giờ từ thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media.